Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 6, là ngày cúng hội thường lệ theo giáo lý của khất sĩ. Thì cũng có chư thiện nam tín nữ tề tựu đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Mấy ông mấy bà thường thường cầu cái phước báo không đưa tới giải thoát đâu, cùng lắm là đưa về cõi trời. Mà Đức Phật Thích Ca ra đời không phải muốn chúng sanh về cõi trời, đã có 62 tôn giáo bạn rồi. Mà cõi trời là cõi gì, nó khác với cõi Phật sao? Thì chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời bây giờ khổ, mà không phải bây giờ, mà thời Thái tử Siddhartha cũng vậy. Nhưng mà chúng sanh chưa bao giờ khổ như bây giờ. Thời xưa cũng khổ, nhưng mà ít khổ hơn. Thời này khổ nhiều, tại sao vậy? Vì vật chất quá nhiều, phương tiện quá đầy đủ, mà chúng ta là cái lòng tham. Mà vật chất đầy đủ quá thì lại không tu, lo hưởng thụ. Có rất nhiều vấn đề. Thành ra nguyên nhân của sự đau khổ là quá nhiều vấn đề. Mà nhiều vấn đề là tại vì vật chất quá nhiều. Không có người nào, thời buổi nào mà thời buổi nhiều như bây giờ. Chúng ta sanh là vô lượng vấn đề. Thì chúng ta thấy như thế giới, nước này đến nước kia, dân đau khổ. Mà có nguyên nhân của đau khổ là ở đâu? Chúng ta không chịu, chúng ta cứ bày ra đặt vấn đề, rồi chấp nhận vấn đề, rồi giải quyết vấn đề. Giờ Liên Hiệp Quốc là các nước lớn, nước nhỏ họp nhau để giải quyết vấn đề đại chiến thứ ba. Thì mấy vị thiền sư giỏi đã nói, nếu mà Liên Hiệp Quốc đặt vấn đề giải quyết làm hòa bình cho thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh, vô tình làm chiến tranh nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Thì câu nói mình thấy nó đi ngược với cái tư tưởng của mình, nhưng mà rất là đúng, rất là sự thật, rất là chân lý. Thì đây tôi bắt đầu đi vào để quý vị biết. Rồi thế giới như vậy thì tới nước, mỗi nước nước nào cũng lộn xộn. Và Việt Nam mình cũng vậy, bây giờ tham nhũng nghèo đói tràn đầy hết. Rồi nói tới mỗi nước, giờ nói tới cái mỗi tỉnh, mỗi gia đình nào cũng lộn xộn tùm lum hết. Cha con không có thương, không có kính nhau, thầy trò, dân chúng nghèo đói, rồi bây giờ trộm cướp tùm lum tham nhũng khắp trời. Do đâu? Do nên mỗi người chúng ta có tham nhũng, có tham sân si, thì cái gia đình mới loạn lạc. Mà gia đình loạn lạc thì gia đình do gió đâu? Gia đình là do nhìn cái xã hội, cái tỉnh thành như thành phố Trà Vinh này sẽ biết bao nhiêu gia đình hợp lại. Mà gia đình loạn thì cái tỉnh Trà Vinh phải loạn, mà Trà Vinh loạn thì ảnh hưởng tới những tỉnh khác cũng loạn nữa. Vì cái nước quốc gia là do nhiều tỉnh, do nhiều thành phố, mà hãy quốc gia này loạn thì kéo cả thế giới loạn. Là nguyên nhân đầu tiên là phải từ mỗi cá nhân, mỗi người chúng ta. Chúng ta đừng sợ quả địa cầu này nổ, đừng sợ thế giới loạn, mà chỉ sợ mình thôi. Nếu mình hết tham sân si thì cả thế giới này hết. Hết đây tôi có nói không phải là không có chiến tranh, không có loạn lạc, nhưng mà với cái nhận thức của mình thì mình thấy đây là cái tuồng hát. Thì giờ loạn lạc cách mấy mình cũng thấy hòa bình thôi. Mình hãy hòa bình thì thế giới hòa bình. Phật nói tâm bình là thế giới bình. Và nó mỗi người chúng ta, chính chúng ta còn chiến tranh với chúng ta nữa mà. Cái đó là cái chánh đó. Chính mình là chiến tranh với mình. Có lúc mình nghĩ về phải, có lúc mình nghĩ về là quấy. Có người thì đó không chịu tu, chê ăn chay nhạo báng. Rồi bây giờ ăn chay mà ăn cách mê tín. Hồi đó thì không chịu đi chùa, không chịu lại Phật. Còn bây giờ lại thì lại cầu xin đủ thứ hết. Biến ông Phật thành ông thần.
Tư tưởng chúng ta thay đổi mãi, mà tư tưởng thay đổi là sao động là mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh thì thế giới là gì? Là do 6 tỷ người. Mà một người mất bình tĩnh thì thế giới sẽ xáo trộn. Mà chúng ta cứ muốn thế giới hòa bình, mà chứ mà mình không hòa bình thì vẫn đau khổ như thường. Nhưng mà có nguyên nhân gì là nguyên nhân chính của sự đau khổ? Thì có đó tôi đã nói nhiều rồi. Như vậy thấy nguyên nhân chính của mình là do cái xác thân này. Mà xác thân này đâu phải là cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là 5-6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Quý vị nhớ đây con người quý vị ha, rồi trở về tu tập theo đó, đừng có mong cầu ai hết á. Tất cả ở đây, địa ngục, ngạ quỷ gì cũng ở đây, cõi trời cũng đây, mà Phật cũng đây, các bậc thánh cũng đây. Đó, khi con mắt tiếp xúc sự vật, mắt thì tiếp xúc với sắc trần, tức là những gì có hình tướng mà mắt thấy được. Tai thì nghe các âm thanh, mũi thì mũi các mùi, lưỡi thì nếm các vị, thân thì xúc chạm với tất cả sự vật bên ngoài, trơn láng mịn màng. Cái đầu thì suy nghĩ. Thì chúng ta thấy khi mà xúc chạm sự vật, như con mắt nó xúc chạm với cái bình bát, thì cái bình bát sẽ in trên con mắt. Thì chưa có vấn đề gì đâu, chưa có sự đau khổ đâu. Rồi bây giờ dây thần kinh thị giác mới thấy cái bình bát trên đó, mới có cái cảm giác. Rồi dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Rồi cũng chưa có gì đáng sợ đâu. Rồi đưa lên trên ốc thì tư tưởng mới bắt đầu phê phán. Bình bát này mình nên xin một cái hoặc kiếm mua một cái. Bình bát này xấu nên đập bỏ nó. Vấn đề bắt đầu từ đây. Sự đau khổ bắt đầu là có tư tưởng. Mà tư tưởng chỉ có loài người mới có, loài thú chưa có. Thì tôi đã nói hoài. Loài thú thì cái tư tưởng nó rất là lờ mờ. Còn súc sanh thì có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Chúng ta thấy như con chó mình đi mặc đồ đen, trở về mặc đồ trắng nó sủa liền. Một con gà súc sanh chúng ta thấy, chúng ta thấy nó ấp trứng nó đẻ. Mà đem trứng gà nó cũng ấp, mà đem trứng vịt vô nó cũng ấp. Ai mà có đường quê có nuôi thì biết. Thành ra con gà mà ấp ra mớ gà con, trong đó có một con gà con vịt, nó không biết nó cũng dẫn đi kiếm ăn. Mà khi đến cái dòng sông thì con vịt thì cái tánh của nó là ở dưới nước, nó thấy dòng sông nó nhảy xuống dưới. Thì chúng ta thấy con gà mái nó quýnh quán ở trường, nó là lây quay ở trên bờ. Nó đâu có biết lỗi, xuống là chết, mà con vịt thì biết lỗi. Nó không có nhận thức được rõ ràng như mình. Do nó cái khổ từ đó. Rồi chúng ta là người, chúng ta có nhận thức mà cũng không rõ. Do cái không rõ này, trong đạo Phật kêu một danh từ rất hay là vô minh, không sáng. Mà không sáng thì bắt đầu nghi, bắt đầu đặt vấn đề. Đặt vấn đề, tìm cách cải sửa vấn đề. Mà cải sửa thì thông minh hơn, thì đặt vấn đề trở nên thông minh, sáng suốt hơn. Bỏ cái xiềng cây qua xiềng sắt, bỏ xiềng sắt qua xiềng đồng, bỏ xiềng đồng qua xiềng chì, bỏ chì qua xiềng bạc. Rồi bỏ tiền bạc đi tới trần vàng, trần kim cang thì cái này cao nhất, tốt nhất, đẹp nhất, mắc nhất. Thì đâu quý vị thường thường thích vàng nhất là người nữ, đeo vàng đỏ tai. Chính cái này cũng là cái xiềng, là nguyên nhân của sự đau khổ. Đừng có tưởng là mình được đó là ngon. Khi mà nếu mà nguyên nhân của sự đau khổ thì người ta sẽ có thể cướp giật vàng, có thể hại đến thân mạng mình. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người vì đeo vàng mà phải chết. Đó là cái để mà hấp dẫn cái hàm giàu cho chúng ta. Như vậy vàng có phải quý không? Chúng ta cho vàng là quý. Rồi có người ta nói cho vàng là tiện, là đê tiện. Ta không cần vật chất, ta bỏ hết, ta đi tu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiền bạc cho lễ hết. Thì chúng ta nói cái này là người cao thượng.
Mà cao thượng có thoát khỏi cái khổ chưa? Chúng ta thấy nó sai. Cao thượng cũng là một cái xiềng cao thượng, nó của hành sanh về cõi trời. Thì chúng ta thấy như là cái dân mà tộc thiểu số, mấy người dân bán khai, họ đâu có xài vàng. Nghe nói là trên Đà Lạt thì người ta có thể đem một cái vàng, ta đổi một ký vàng đổi với một ký muối. Thì tùy cái khả năng, người ta tùy mình chụp mũ sự vật. Cái sự vật tự nó không có đê tiện hay không có quý gì hết. Thì cái gì mà chụp mũ nó? Chính tư tưởng. Chính tư tưởng. Thành ra người ta nói cuộc sống này là khổ. Chính Đức Phật đã nói đời là khổ. Đúng vậy không? Nếu không đúng là Phật nói sai. Nhưng mà chúng ta coi chừng. Phật có nói cái khổ đế, đời là khổ. Có tám khổ, có ba khổ. Nhưng mà cuối cùng Phật nói thêm một cái khổ là do tập. Khổ tập diệt đạo. Tập là gì? Tập là thói quen. Thói quen là gì? Thói quen là tư tưởng. Mình ham tiền, mình ham xì ke ma túy, mình ham rượu chè, mình ham nữ sắc. Cái ham này có phải là tại sắc, tại tiền không? Chúng ta nói là vũ vô kìm tỏa năng lưu cách, sắc bất ba đào vật dị nhiệt nhân. Mưa không xiềng khóa mà cầm chân khách, sắc chẳng phong ba lại đắm người. Nghe thì đúng, mà chỉ nghĩ cho là đúng sự thật, sai. Nhưng bây giờ thế giới đang cần tiền. Ngày hôm tôi đọc cái bài thơ gì ấy dính. Còn Nguyễn Khuyến thì ác nghiệt chi mi lắm rước tiền, mới làm nhân loại quá là điên, mới tô nét mặt đen thành trắng, đúng không? Đúng, mà đúng với cõi trời, sai với sự thật, sai với nước mặt. Thành ra bây giờ thế giới đang loạn vì tiền, thế giới đang chiến tranh vì kinh tế. Cha mẹ anh em vợ chồng giết nhau cũng vì tiền, vì vàng, vì đô la. Có đúng không? Thật ra không đúng. Còn mấy thầy tu người ta bỏ hết đó, là ngày đi xin ăn đêm ngủ dưới cội cây, đúng không? Cũng chưa đúng nữa. Nhưng mà phải làm cái đó để đi tới giải thoát. Cái đó là cõi trời. Chúng ta muốn làm thầy giáo, muốn làm bậc ngôn thì chúng ta phải từ mẫu giáo bò lên. Tới lớp 12 bắt đầu thi sư phạm mới là làm thầy giáo. Thì mỗi lớp nó có cái đúng riêng của nó. Thành ra quý vị thấy là trong cái cuộc sống này biết bao nhiêu đau khổ. Mà thật sự cái đau khổ không có thiệt. Do cái quan niệm của mình, do cái tâm của mình, do cái nhận thức của mình sai lầm, mới làm đưa đến sự đau khổ. Mà con thú thì cái nhận thức nó chưa có, nó chỉ lờ mờ thôi. Như tôi thường thí dụ, lờ mờ tối chúng ta đi, chúng ta thấy cái sợi dây ở trên đất. Chúng ta tưởng con rắn, chúng ta la trời. Kêu người ta lại cứu tôi có rắn, hoặc là kiếm cái cây để đập nó, hoặc là kiếm cái đèn để rọi nó, hoặc là đạp cho nó chết, hoặc là chạy trốn, có đủ cách. Đó là pháp môn của chúng ta tu bây giờ. Chúng ta cho cái sanh tử là quan trọng, tìm cách tránh sanh tử, hoặc là bỏ trốn, hoặc là tiêu diệt nó. Mà cái chừng nào thì cái đó là tất cả vấn đề trong cuộc sống này. Cuộc sống đau khổ, tìm làm sao hết đau khổ. Mà hết cái đau khổ này thì có cái đau khổ khác. Thành ra chúng ta mới có địa ngục, khổ lên ngạ quỷ khổ lên súc sanh khổ lên cõi người, khổ lên cõi trời, dục giới khổ cõi trời sắc, khổ lên cõi trời vô sắc. Hết khổ chưa? Chúng ta nói hạnh phúc là sung sướng, hạnh phúc là một cái trái hình của đau khổ. Hạnh phúc hơn cái đau khổ. Cái xiềng nào cũng vậy, dầu xiềng vàng quý hơn nhưng mà vẫn là xiềng. Bây giờ làm sao giải quyết vấn đề đây? Chúng ta phải nhớ ngồi nghiền ngẫm cho kỹ để chúng ta mới qua đạo Phật được. Thì trong cái chuyện đặt vấn đề trong này đều là do tư tưởng. Nguyên nhân chánh của sự đau khổ chính là tư tưởng. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta tìm cách diệt tư tưởng.
Mà diệt tư tưởng thì cái thế giới này không còn. Tư tưởng tham, tư tưởng sân, tư tưởng si. Mà do tham mới có dục giới, do tham mới có sắc giới, do tham mới có vô sắc. Thì do tham sân si, do cái gió này mới làm cho cái dòng nước tâm nổi sóng. Bây giờ diệt hết cái sóng, diệt hết tham sân si, nước còn lại cái chân tâm thôi. Mà chân tâm mà không có sóng, nước mà không sống là nước chết. Nước mà không chảy, không có sóng hay chảy mạnh thì có gió bao phong thì nó thành sóng. Mà nếu không có sóng thì là cái nước chết. Thành ra chúng ta phải học hỏi cho hiểu cái đó, để rồi chúng ta cố gắng tu. Đi làm ác đã rồi đem cái tiền nó cúng dường cho tăng rồi để cho hết tội. Đâu có. Nếu đem trừ cấn biết sao mà thiếu thừa. Giặc dài kiếp cũ căn xưa, biết bao quan nợ còn chưa trả đời. Tiền thù mà hậu hận há bên. Một bên đi trả thì một bên đứng đòi. Lung tung trong cảnh luân hồi, xoay qua trở lại biết đời nào ra. Mình đã có nhiều người làm phước hỏi tôi, con làm phước rồi trừ tội được không sư? Thì phước là thì hưởng, tội thì phải lãnh chứ làm sao? Nếu đem trừ biết làm sao trừ. Mình tạo tội là vô lượng kiếp rồi, bây giờ đem đi trừ mà lấy cái thiện mà trừ cái ác. Thì đó, mấy vị thiền sư nói dục trừ phiền não trừng tăng bệnh. Muốn từ cái ác thì kẹt thêm cái thiện nữa. Cái thiện là cái xiềng nữa, là cái xiềng ác, bây giờ thêm cái xiềng thiện nữa. Thành ra Đức Phật Thích Ca mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ tai hại. Thành ra mới ra đời đạo Phật, đứt cả xiềng vàng, xiềng cây, bứt bỏ hết. Mà bứt bỏ thì còn lại cái gì? Còn lại cái nước chết. Chúng ta thường lầm cái chỗ đó. Thành ra cái đạo Phật nó khó tu, là nó không nằm trong nhân quả. Như vậy không có thể là diệt hết nhân quả, không phải vậy. Mà là phải thấy rõ nhân quả. Thành ra thường thường chúng ta đặt vấn đề. Vấn đề là thuộc về nhân quả. Rồi bây giờ giải quyết vấn đề là thay thế một vấn đề khác nữa. Thì thêm một cái vấn đề nữa là hai vấn đề, càng giải quyết càng xanh xứa nhiều vấn đề. Thành ra mới nói mà nếu mấy ông Liên Hợp Quốc mà đi làm cho thế giới hòa bình là tạo nên cái nền tảng nhiều thêm rất nhiều vấn đề nữa. Chúng ta thấy quốc gia, hồi xưa thì vua chúa là quân chủ. Rồi thấy cái sơ hở quân chủ mới lật bỏ thay dân chủ. Rồi dân chủ bỏ cái thay là tư bản, rồi tư bản thấy không được ra cộng sản. Có yên đâu, cũng không yên. Đặt vấn đề rồi cải sửa vấn đề cải hoài. Từ địa ngục lên tới cõi trời phi phi tưởng thì cũng nằm trong vấn đề. Nên đâu quý vị bây giờ đau khổ là chỗ đó. Bây giờ quá nhiều vật chất, quá nhiều tiện nghi, quá nhiều mạng. Nên lên mạng là có vô lượng vấn đề nằm trong đó, muốn biết cả thế giới. Ngồi một chỗ thôi, nhấn mạng, nhấn nút gì đó biết hết cả thế giới. Biết càng nhiều thì càng loạn. Con người bây giờ chớ giới không chỗ nương tựa. Rồi mới cầu mong A Di Đà, mới cầu mong các sư. Con bây giờ khổ quá, sư làm sao cho con hết khổ? Không có ông Phật nào làm cho mình hết khổ đó. Mình làm khổ thì mình phải trí huệ để thấy được cái khổ. Mà trí huệ là cái gì? Con khổ con làm sao hết khổ? Làm sao tức là cái thế tư tưởng nữa. Tư tưởng nó hốc búa, nó xảo trá vô cùng. Mà nếu mình không thấy được nó thì không chấm dứt được. Như vậy nên nhớ chỗ đó. Thành ra cuộc đời này chúng sanh quá đau khổ. Vì chúng sanh có quá nhiều vấn đề. Rồi quý chúng sanh thích hưởng thụ. Mà càng hưởng thụ thì càng nhiều vấn đề. Mà càng nhiều vấn đề thì mình càng chớ giới.
Rồi mình không dám trở về mình cái nương ở khác, nương ở Di Đà, nương ở Thích Ca, rồi nương ở các nhà sư. Ở ông sư này có đức ổng bự lắm á, thì mình cúng dường cho ổng, mình cầu mong tất cả những cái gì ổng độ mình hết. Dù quý vị tin tôi cũng như là một vị thánh vậy, tôi sẽ độ. Nếu độ là tôi gạt quý vị, lợi dụng dẫn nhau thôi. Tôi thích nói thẳng à, tôi không có đắc quả. Nếu tôi đắc là tôi độ tôi, chứ tôi không độ quý vị được đâu. Đừng có trông mong mà nướng ở tôi. Tôi bắt quá là cái ngón tay chỉ mặt trăng, giống như Đức Phật thôi. Tôi giảng pháp tất cả cái điều kiện để quý vị đi tới giải thoát. Quý vị đói thì tôi cho cơm, quý vị bệnh tôi cho thuốc, cũng phận tôi có bao nhiêu đó thôi. Còn ăn hay không ăn, uống hay không uống là phần của quý vị chứ. Sự uống giùm con thuốc đắng quá, không có ông Phật nào làm được, đừng có nói là tôi. Quý vị phải cố gắng đi tới. Cuộc đời nó nhiều cái chướng ngại gai go, nhiều cái cạm bẫy, chúng ta tu chúng ta sẽ té hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần. Ai mà khỏi vấp ngã? Ra đời thì danh lợi, vào cuộc trần ai mà khóc trước cười? Ra trường danh lợi thì vinh điền nhục, vinh đó thì nhục đó, khóc đó thì cười đó. Cuộc sống quý vị bây giờ như vậy, tranh nhau chữ danh với chữ lợi. Lợi là tiền bạc, danh là cái mặt mày lớn của mình, cái mặt bự của mình. Cái lợi thì dễ bỏ mà cái danh nó khó bỏ. Mà danh lợi là do đâu? Do tư tưởng. Tư tưởng là nguyên tranh chính của danh lợi. Và bây giờ dẹp bỏ tư tưởng, lấy tư tưởng tốt đuổi tư tưởng xấu thì được hai tư tưởng. Tư tưởng tốt nằm ở trên tư tưởng xấu thì chết. Bây giờ làm sao? Làm sao là kẹt vào cái thứ tư tưởng nữa? Bây giờ không làm sao hết thì con ở địa ngục hoài sao xứ? Cái đó là cái khó khăn nhất mà tôi xuất gia, tôi trăn trở với nó hoài. Rồi sau này cái tôi tìm được qua Bát Nhã, không phải là giải quyết vấn đề, mà phải thấy rõ tại sao mình đặt vấn đề, cái gì đưa đến vấn đề. Thì duy thức nó giảng rất rành, chỉ có duy thức thôi, mấy cái kia nói sơ sơ mà không được. Là do sắc thân này, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì bắt đầu mới có vấn đề, có cảm giác. Rồi tư tưởng mới xen vô cải sửa cảm giác. Thì cảm giác là cảm giác dễ chịu, khó chịu, dững dưng, không khó còn dễ. Mà chúng ta thì thích cái cảm giác dễ chịu, muốn đẩy mất cái cảm giác khó chịu. Vấn đề bắt đầu từ đây. Mình cho chúng ta thấy Đức Phật Thánh Nhân vẫn có cảm giác đau đớn, dễ chịu, khó chịu, các ngài vẫn có như thường. Nhưng mà tư tưởng là không có. Chúng ta thấy Đức Phật mà bị Đề Vật Đa lăn đá dập cái chân cũng đau chứ không đau đâu. Ngài phải nằm xuống, ngài lắng nghe cái sự đau đớn đó, thì ngài biết có cái đau. Mà cái biết của ngài thì không có đau, ngài sống bằng cái biết tỉnh thức. Còn mình đau, thân tôi đau quá rồi, cái đau chính là tôi, thì mà phải chống cự lại làm sao cho hết đã. Còn ngài không có chống cự, nếu có thuốc thì sức, không có thì lắng nghe. Rồi sức cho hết thì cái cảm giác hết, thì cái biết không có hết. Mà ngài sống bằng cái lặng lẽ tỉnh thức cái biết đó. Mà cái biết đó đâu phải mình Thích Ca có, ai cũng có, nó có sẵn trong vũ trụ này. Nó là chỗ sanh ra tất cả, mà chỗ trở về của tất cả. Tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, chư Phật cũng đều từ đó mà phát hiện ra, duyên khởi ra. Nó không phải là của Phật, mà nó là của chung cả vũ trụ. Mà cái đó lại không có pháp môn, không có làm sao, không có từ từ, không có lai rai, không có vấn đề. Mà cái đó nó thấy rõ tất cả mọi vấn đề. Khi vấn đề mà thấy rõ rồi thì cái tham sân si nó lặn mất. Dầu có tham sân si đó là thị hiện, mình đừng dính mắc với nó. Chẳng hạn như tôi từng nói, ông thầy giáo hiệu trưởng giỏi,
Thì vô lớp mẫu giáo cũng phải đánh dần vô trò mẫu giáo. Mà nói ông thầy giáo đánh dần là trật, mà nói ông không đánh dần là sai. Ông cũng đánh dần, nhưng mà vì học trò mà ông đánh dần. Đánh dần mà ông vẫn là thầy giáo, ông không có diễm ở trong, không có dính mắt trong đó. Tại sao vậy? Vì ông thấy rõ. Còn học trò lớp mẫu giáo mà không đánh dần nó không đọc chữ được. Còn ông đánh dần, ông làm bộ đánh dần, tôi thích dùng chữ làm bộ. Thì trong đại thừa dùng chữ thị hiện hay là tùy thuận theo chúng sanh. Nhưng mà làm sao là làm bộ, làm sao để mà tham sân si mà không dính mắc, làm bộ tham, làm bộ sân. Thì chúng ta phải rõ cái tiến trình của năm quẩn. Thành ra tôi thường bắt Phật tử lại gặp tôi đó, tôi không có nói chuyện đời đâu. Cái thăm tôi rất có, khi nào có chuyện quan trọng về pháp lý đó, không thỏa mãn thì tôi mới tiếp, còn không là tôi không có tiếp. Mà tiếp tôi đừng có đem chuyện ngoài đời, tôi không có biết mấy cái vụ đó. Tu bế tắc, thì bế tắc cái gì? Là do cái tiến trình tâm quẩn này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì trong đó tưởng quẩn là quan trọng hơn hết. Thì phải trả cho tôi chuộc lòng cái này. Mà chuộc lòng cũng chưa chắc đâu. Tôi giảng mà tôi giảng sơ sơ đi, càng sâu thì nó càng phức tạp. Mà nếu mình hiểu được rồi thì mình tết nhẹ trong cuộc sống này. Sắc quẩn là quý vị trả là tôi hỏi tới, hỏi tới, tôi hỏi chừng nào bí thôi. Hỏi tới đụng ở lán, đụng Như Lai thôi. Sắc quẩn là nói sắc thân mình, nó là vật lý sinh lý, nó vẫn có cảm giác, có tư tưởng, nhưng mà phôi thai. Người ta chưa có gọi là thọ quẩn được. Tới cõi trời mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đây mới là thọ quẩn. Có cảm giác tư tưởng, chuyên chú về cảm giác tư tưởng, thì cái này gọi là xúc thực. Còn cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người trời đó là đoàn thực, ăn rồi nghĩa ra có phân, rồi chết như con thú. Còn cõi trời sơ nhị tam thiền, chết là biến mất. Nơi đó là không có mặt trời mặt trăng, họ sống với cái hào quang sáng suốt của mình. Thì quý vị tu đi, ngồi thiền nhiều, quý vị nhập vô đó, quý vị sẽ tới. Tôi nói rồi, quý vị thấy rồi, nói gì nó mơ hồ quá. Rồi tới cõi trời vô sắc còn ngon nữa, không có sắc thân bên ngoài, không có đoàn thực, ăn mặc, không có sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ, mà thọ mà xúc thực. Tới đây bỏ luôn xúc thực, bỏ luôn sắc thân, sống hoàn tư tưởng. Tư tưởng hư không, thức vô biên, vô sở hữu là giống như là phi không gian. Hư không là quý vị thấy là khó rồi đó. Thì ra ngoài biển, ngồi bờ biển nhìn cái hư không thì nó rõ hơn. Còn ở đây hư không ở đâu cũng có, nhưng mà đây khó nhìn. Bởi vì nó có nhà cửa, có vật chất, có cây cỏ rồi nó che lấp, có cái sóng. Thành ra mình nhìn nước mình không thấy nước. Chừng nào sóng nó lặn hết thì mình thấy rõ cái biển nước. Hư không cũng vậy, nó bao la, không cái gì ra ngoài hư không hết. Đất, nước, lửa, gió, người ta, thú, trời, sắc thân này nằm ở trong hư không. Thiếu hư không là không có cái gì hết. Thành ra chúng ta phải quán. Nếu mà chúng ta tưởng tượng là hư không, thân chúng ta là hư không, tư tưởng là hư không, hoàn cảnh xung quanh là hư không, nhưng mà hư không này cũng là dòng. Đức bà con chấp nhận nó. Có các ngoại đạo người ta vào cõi trời vô sắc là người ta chỉ sống mà hư không. Gặp Đức Phật ngày ba. Nhưng mà những người này qua đạo Phật rất mau, vì cái tư tưởng họ rất là trong sáng. Phật nói một cái là họ nhận được liền, nhận một cái là họ qua tới A-la-hán đấy. Còn có người chấp nhận sắc thân này, thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tối ngày lo ăn mặc ở bệnh, thế mà có cảm giác đói là giật liền, không có tư tưởng, không có suy nghĩ.
mà thấy tiền thì nhà vô dục không có suy nghĩ, ngạ quỷ ngay hiện tại, thì chết rồi thì làm cỏ cây. Chứ chúng thấy cỏ cây nó có suy nghĩ gì đâu, quý vị là chủ nó, người nó về nó có biết mừng gì đâu. Chỗ nào có nước nó rút vô, có hồ nước mấy nó soi rồi nó lũng rồi đó, nó rút nó sống, còn không có nó phải chết. Chỗ nào có nắng nó che ra, mà ra được thì nó sống, ra được thì nó chết. Còn con chó nó khôn hơn, nó biết chủ nó, nhưng mà cái biết lờ mờ vô minh. Cái chủ về đổi bộ đồ áo, nãy đi mặc đồ đen giờ mặc đồ trắng, nó sủa nó cắn liền. Còn con gà như nó ấp thì nó ấp, nhưng mà gà con vịt thì nó tưởng là gà con. Cái chừng gặp cái sông mà lội dưới nữa, trên này nó quýnh như gà mắc đẻ, nó chạy lanh quanh, nó không có phân biệt rõ ràng. Tới con người là bắt đầu có phân biệt, có ý chí, kêu là có nghiệp. Thành ra hôm trước tôi có giảng rồi, giảng nhớ cái nhân quả với cái nghiệp khác nhau, nó giống mà nó khác. Nhân quả là 2 với 2 là 4, trồng cây bình bát lên trái bình bát, đó là nhân quả. Rồi bây giờ sải sửa cái bề cây bình bát mà trái mãn cầu, đó là nghiệp. Thì cái đó lời thú không làm được, chỉ có lời người thôi. Mà chúng ta để ý thì chúng ta mới biết ai tâm người, ai tâm thú. Có người chỉ cải sửa, không biết cải sửa, thú mới tiến hóa. Thì qua đạo Phật rất khó. Thành ra cái giữ giới rất quan trọng. Chúng ta thấy có người giảng qua một cái là ăn chay trường liền, còn có người ăn 10 ngày không được, 2 ngày. Mà nhiều khi còn phá giới phương tiện. Cái trình độ là trình độ quá thấp, quá thấp. Thành ra Đức Phật đặt cái giới rất là hay. Mà cái giới chưa phải là giải thoát, giới là sắc thân. Nhưng mà cái thân mà có trong sạch thì ngồi thiền xuống nó mới là không tạp niệm. Sáng mình sát sanh trộm cắp rầy lộn với lối xóm thì kêu ngồi nó quay lại, không thế nào ngồi được. Niệm Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2 cái nhớ, rồi sáng rầy lộn. Rồi trở lại Nam Mô Phật 2, 3, 4 thì nhớ tới sáng con nó chửi mình. Rồi trở lại nữa, niệm Phật 1, 2, 3, 4, 5 cái nhớ bữa nay còn đóng tiền trường cho con. Chúng ta có số vô số vấn đề. Rồi bây giờ bữa nay còn suy nghĩ có internet nó hát cái gì, chúng ta mê cái gì thì trên mạng truyền hình có đủ hết. Do đó có vô số vấn đề, thì vô số tạp niệm. Thành con người bây giờ khó tu. Thành cái giới lực là giúp cho mình đó. Thành ra tôi chưa đắc quả, tôi giữ giới rất kỹ. Thì sau đây không có điện thoại bàn, không có điện thoại di động. Tôi cũng không có xài tiền, vật tử nắm gì nắm. Những đưa tiền tôi làm gì, tôi mua tầm bậy bạ là chết tôi nữa. Một số vấn đề tôi chỉ còn có ăn, cái mặc, ở, bệnh. Ăn thì đói, ôi có bác đi xin ăn. Bây giờ tôi đi không nổi, bây giờ không có được, thì Phật tử phải hộ cho tôi thôi. Rồi về Phật tử xếp thêm. Ăn chay thôi, có gì ăn nấy. Đồ gì độc thì mình tránh. Ăn là giải quyết được, ăn là khó nhất ngoài đời. Ăn bò 7 món, ăn gì đủ thứ hết, thịt, cá, rồi ôi đủ thứ. Nó ghiền thành cái thói quen, bỏ không được. Mà bỏ được là ý chí phải mạnh. Mà dầu cho mạnh thì bây giờ như tôi ăn chay quý vị, tôi nói tôi đắc quả chưa chắc. Tôi cao thượng hơn thì đồng ý, tôi về cõi trời. Nhưng mà cõi Phật thì chưa chắc. Chính tôi bây giờ tôi còn không rành tôi là ở bậc thánh nào. Còn cõi trời thì tôi biết, nó rõ ràng lắm. Còn cái kia nó thuộc mơ hồ, nó không có hình tướng, nó không có cái dạng nào hết. Mình phải tự sâu, chìm sâu trong đó. Rồi phải kiếm có bậc nào cao hơn mình, thánh nhân, thọ ký. Sư tu vậy đúng rồi. Cái này là quả nhập lưu nhất vãng lai. Còn tự tôi nhìn tôi thì nơi mơ trật. Những gì phải thấy là giữa người trời dục giới với bậc thánh nhân nhập lưu giống hệt nhau. Cũng như tôi nói 2 ly nước đó, một bậc thánh nhân nhập lưu đó thì ly nước đã lọc hết cặn cáo. Còn người trời ly nước cặn cáo còn, nhưng mà để yên lại, kêu là định đó, thì cặn cáo nó lóng xuống dưới.
Nó lống thì ly nước trong, rồi ly nước nhập lưu cũng là ly nước giống hệt mà không có cặn cá. Rồi quý vị nói cái ly nào trong hơn? Cũng vậy đó, đó là nước, rồi một thứ nước mưa hết thì trong như nhau. Nhưng mà cái này trong mà có cặn cá ngủ ngầm, cái này trong là trong thiệt. Thành ra cái này có nhập định, mà xuất định một cái rồi là lắc một cái nó đen thui đục ngòm, trở lại tham sân si của bốn đường ác. Đó, người trời tu vậy đó. Họ ráng giữ giới, ăn chay, niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi còn niệm Phật nữa thì cặn cáo nó ngủ ngầm. Tinh kinh cho nên từ ngủ ngầm. Ngủ ngầm hết chưa? Chưa, đừng có đụng tới ổng à, quá tải một cái là tương trao nổi tùm lum, cặn cáo nó lên tùm lum, chỗ xuống địa ngục ngạ quỷ lại. Còn quý vị tới cái ly nước mà lọc cặn cáo rồi, quý vị lắc đi, đậy nắp, quý vị lắc ngược, lắc xuôi, lắc nổi sống cũng không bao giờ đục. Có cặn cáo đâu mà đục. Thành ra giữa hai cái quý vị thấy là khó nhận. Nếu mà người tu mà tới nhị thiền rồi đó, cảnh cáo không còn, nó ngủ ngầm ở dưới, thì đối với quả nhập lưu giống hệt. Vì con người mà có, như tôi thì nhị tiền thì tôi chắc tôi biết được, còn quả nhập lưu là tôi xin thưa là tôi cũng còn lờ mờ. Có lúc nó trông giống hệt như là thánh thứ nhất, nhưng mà khi mình để ý cho kỹ ra đụng chuyện thì mình nổi sân. Còn nhập lưu là không có. Nhập lưu vẫn còn sân nha, vẫn còn tham, nhưng có cái chấp sắc thân này thì không có. Tới nhất vãn lai đó, và thánh thứ nhì thì mới dứt được cái sắc thân của người trời dục giới. Còn nhập lưu mới dứt được sắc thân của bốn đường ác, địa ngục là quỷ súc sanh. Còn mờ mờ về sắc thân của người trời dục giới, nó giống hệt ta, thành ra phải đầu thai, phải tái sanh vào cõi người trời dục giới để tiếp tục tu. Rồi tới quả thánh thứ hai nhất vãng lai thì mới thấy rõ được người trời dục giới, thì đắc quả thánh thứ hai. Nhưng mà còn sơ nhị tam thiền thấy lờ mờ, thành ra quả thánh thứ hai phải đầu thai vào cõi trời sắc giới. Tới quả thánh thứ ba thì mới thấy rõ được cái cảm thọ và tư tưởng của sơ nhị tam thiền. Rồi tới tứ thiền tứ không thấy không rõ. Thành ra nó lẫn quẩn vậy, là hãy nói quý vị mà nhận tam thiền mà nhận mình là bất lai thì lọt vào ngũ âm mà. Khi bị quá tải hết thước lọt xuống bốn đường ác. Tới ông bước đầu làm Phật A-la-la là cái ông mà thấy được A-la-hán, thấy được cái Như Lai, thì lầm tưởng mà Như Lai A-la-hán khi xả ra thì nhập vô thì nó bằng với như A-la-hán, vô sửa xứ bằng với A-la-hán. Nhưng mà khi xả ra đụng chuyện thì xuống bốn đường ác như thường. Cái chỗ đó là chỗ đáng sợ của pháp môn 62 tôn giáo bạn. Mà bây giờ chẳng những là 62 tôn giáo bạn mà cả mấy thầy tu bây giờ, tôi cũng vậy. Tôi mới biết Bát Nhã sau này thôi, mà giờ đắc quả gì, đánh gì thì tôi cũng không biết. Tôi mang y Phật mà tôi tu người trời, tôi tiên nữa à, trước kia tôi tu tiên. Tiên cũng là lẫn quẩn thôi. Mà tu tiên thì giới lực nó dễ. Nếu được uống rượu, bình tương tử, được đánh cờ, tu Phật thì không được. Phật thì chống lỏng, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa. Mà bây giờ mấy ai giữ được? Giờ hầu hết cái nhà tu đều có tiền, có điện thoại di động. Tôi làm miễn tôi đừng nhiễm tới. Đừng. Nhưng mà ai mới dám nói câu đó? Bất lai còn nhiễm mà. Bất lai còn đầu thai, còn tái sanh. Chỉ mình A-la-hán thôi. Mà đời này mấy người A-la-hán? Chúng ta thấy nó rất khó. Mà bây giờ khỏi nói A-la-hán, nói cái bánh vẽ, cái đường đi, cái tiến trình của A-la-hán là như thế nào mà tôi đố mà mấy người xuất gia mà trình bày sao nó rành. Rồi có quả nhập lưu tôi thấy là trình bày cũng không sáng tỏ. Rồi cứ lầm cái là
người trời là nhập luôn. Lầm sơ nhị tam thiền là bất lai, sơ nhị tam thiền là nhất vãng lai, rồi tứ thiền tứ không là a la hán chết chưa. Thành ra kêu là ngủ ấm má. Thành ra có nhiều người bây giờ nhập vào nhị thiền 7 ngày 7 đêm không ăn không uống, xưng mình là a la hán, xưng mình là như lai. Thế giới bây giờ có gì, cô thanh sĩ mà sanh nải vô thượng sư xưng là như lai. Từ đây tới Di Lặc ra đời không có Như Lai đâu, cùng lắm là A-la-hán. Mà A-la-hán mà xưng mình A-la-hán thì đó là A-la-hán dỗm. Đất đất người ta không bao giờ người ta xưng đâu. Đại khái này là như vậy. Như vậy rồi tiến trình của tư tưởng là như thế nào? Nó thành ra đối đạo Phật chỉ khi nào thấy rõ thì tất cả vấn đề không còn nữa. Mà còn chưa rõ thì bắt đầu có nghi, có vô lượng vấn đề. Mà càng giải quyết vấn đề thì càng sanh sứa nhiều vấn đề. Một lần có cái xiềng cây, xiềng sắt, mà giải quyết nữa thì cải sửa lên xiềng bạc, xiềng chì, xiềng tao, xiềng đồng. Cải sửa nó lên xiềng vàng. Cải sửa tới hết nứt rồi, trở xuống lại. Người thì nói tịnh độ là chánh, người nói thiền tông là chánh, người thì nói minh sát đệ là chánh, người nói tứ niệm xứ là chánh, cái nào là chánh? Cái này cao hơn. Nếu thật sự cao là cao hơn cái thấp thì cũng lẫn quẩn thôi. Thành ra hồi trước Thái tử Siệt Đà là có 62 tôn giáo tu lẫn quẩn rồi, rồi mà nó tìm ra đạo Phật. Thì đạo Phật bây giờ cũng mất. Mấy thiền sư thấy là chúng sanh căn cơ thấp quá mới trở lại pháp môn, trở lại người trời nữa. Rồi chúng ta tấp người trời, chúng ta cho người trời đó là Phật thì chết nữa, lọt ngũ âm ma. Một mùa đạt ma mới đã lật bỏ, được tới huệ năng mất nữa, được tới minh đăng quang ra ra thì được có tới nhị tổ giác chánh mất nữa, hết. Bây giờ đạo Phật không còn, còn đạo người trời thôi. Thế Như Lan tới sắp tới nè. Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Dốc tâm hiếu là tâm trời đấy, là đạo trời, làm sao mà tâm hiếu là một cha một mẹ mà lại là đạo Phật. Thì chúng ta thấy là con người đắc quả có một cái nhìn rất là sâu xa, rất là đúng đắn, mà người phàm như mình là không có. Thành ra đó mới gì suy nghĩ đâu rồi đi quỷ lạo, đi lệ lo cho cha mẹ, đó là vì cái ngã mình thôi, chứ đâu phải thật sự là thứ như tôi và thuyết pháp giảng đạo nói độ sư ráng sống lại sư độ Phật tử. Nói dốc, tôi có độ Phật tử hồi nào đâu, không khéo Phật tử độ tôi nữa. Đúng là tôi vì cái bản ngã tôi thiếu. Nếu thật sự tôi độ Phật tử là tôi phải đắc quả la hán trở lên. Còn bất lai cũng là nói dốc độ cho mình. Tư tưởng là cái bản ngã, bất lai còn 1/4 tư tưởng mà. Còn thánh thứ nhất, thứ nhì thôi, còn 2/3, 3/4 còn độ mình. Còn gì cái bản ngã mình, cái danh với cái lợi. Tôi cũng còn danh lợi. Chừng nào tôi dứt như A-la-hán thì tôi thật sự là gì Phật tử à. Độ đây mới độ thượng à, tôi không gì tôi nữa. Tôi đâu còn cái ngã nữa mà độ tôi. Nhưng bây giờ tôi nói là Phật tử, kính tôi tưởng tôi như Phật. Thì tôi nhận tôi là thánh nữa thì tôi nói dốc. Cái tội này là đại vọng ngữ. Nhưng phải thấy là khó lắm. Nhưng mà tôi nhờ tôi tham thiền, tôi đi sâu, tôi không quá bây giờ mà nhận tôi là thánh. Người trời thì tôi biết tôi có. Tôi tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tôi thấy nó rõ. Còn vấn đề nhập lưu nhất lai bất lai thì tôi vẫn mờ mờ, tức là còn vô minh. Chỉ A-la-hán mới thấy rõ mới đúng thôi. Mình đâu có gì thấy cái vấn đề tu rất khó. Quý vị đừng có kính tôi, mà đừng khi tôi nữa. Khi là xa đọa. Kính đó là vô mình, kính mình. Chỉ có mình mới làm cho mình thành Phật, chỉ có mình mới nhận mình xuống địa ngục. Không có ông Phật, không có ông sư nào hết mà có thể cứu mình hết. Chứ đừng có nói ông sư, sư là thánh tăng, là sư có đức, sư bự lắm. Bự gì đâu, cái gì cũng bự được, cái gì đâu. Giữ giới cho nhiều, giữ giới cho kỹ thì cái đức nó lớn. Nhưng mà không có trí tuệ cũng không độ ai được hết.
Có trí tuệ là cũng phải là trí tuệ của mình, của người khác, mà trí tuệ thật sự phải A-la-hán. Tôi giảng pháp cho quý vị là tôi phải biết cái trình độ của quý vị. Chừng nào tôi mới biết, tôi còn biết chưa, tôi chưa nổi mà. Thì tôi giảng ở quý vị mẫu giáo rồi tôi đưa lên một lớp hai, quý vị lớp 7 rồi tôi đưa lên lớp 8, thì đúng là tôi độ quý vị đó. Còn bây giờ tôi nói là tôi nói đại trà, tôi có biết cái gì đâu, chính tôi còn chưa biết tôi nữa mà. Thì quý vị thông cảm, thời mạt pháp này không có thánh nhân thì tôi phải làm ẩu thôi, tôi làm xin xăm mai nhờ rủi chịu thôi. Mà tôi thấy quý vị cứ tin tưởng tôi là thánh, nó có chuyện gì cứ đem lại tôi để tôi giải quyết, làm sao tôi giải quyết được. Phật Di Đà giờ cũng không giải quyết được, nhưng mà Ngài có chỉ cách thức. Nếu quý vị đi theo cái đó, giữ giới tu thiền định, thì quý vị giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Thành ra muốn được vãng sanh, muốn được như ý, thì quý vị phải qua sơ thiền, chưa được phải nhị thiền. Còn muốn cao nữa thì tam thiền, tứ thiền. Thì quý vị giải quyết vấn đề, mà vẫn còn vấn đề, bỏ vấn đề ác qua vấn đề thiện, chuyển nghiệp, nhưng mà chưa giải thoát đâu. Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử phải gặp vị A-la-hán, phải giải quyết thấy rõ vấn đề. Thấy rõ đây không phải là chấp nhận vấn đề, mà không phải là bài bác vấn đề. Lặng lẽ coi cái tiến trình của vấn đề, vấn đề từ đâu khởi lên. Thì vấn đề do sáu căn tiếp xúc sáu trần, thì cảm giác giảng đắc chưa phải là vấn đề. Tư tưởng bắt đầu muốn giữ lấy cảm giác lạc thọ, diệt bỏ vấn đắc lạc đắc khổ thọ. Vấn đề bắt đầu từ đây. Nhưng mà cái đó chưa nữa, tư tưởng nó giữ trá lắm. Còn vấn đề khởi ra từ ở trong lúc mà mình không có mắt tai mũi lưỡi, không có tiếp xúc với ngoại ngoại cảnh, cái đó kêu là ngũ câu ý thức. Thì vấn đề có ra là đối chất cảnh, ngũ câu là mắt tai mũi lưỡi thân, thì đưa lên óc thì tư tưởng là thức thứ sáu mới có vấn đề. Còn khi không tiếp xúc nữa, vô trong cốc tôi lánh cảnh, tôi tu tịnh, tôi không thấy ai hết, mắt nhìn bên trong, tai nghe bên trong, mũi ngửi bên trong, miệng không có ăn uống bên ngoài nữa, nhưng mà vấn đề vẫn còn. Mình còn linh hồn, còn ý chí là nghiệp. Linh hồn của mình chưa biết bao nhiêu kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước trong kiếp này, trong nhiều kiếp trước, một đống ở trong đó. Thì cái ý chí là cái nghiệp mình nó muốn sống, nó là cái thào lao nhất, là cái lẻo mép nhất, nó bép xép nhất. Nó vô nó moi trong cái lại da mình ra, nó đưa cho cái óc tư tưởng phát hiện vấn đề. Cái này kêu là độc đầu ý thức, ý thức rành. Độc đầu là đi vào hoàn cảnh một mình cái ý thức thôi, không có năm thức đầu. Thì cái cảnh nó kêu là độc ảnh cảnh, cảnh hiện ra một mình ai lại da mình, chứ không có hợp với cái cộng nghiệp. Vì chúng ta sống với cộng nghiệp thì bị cộng nghiệp làm cho có vấn đề. Rồi bây giờ lánh cảnh đi vào núi, vào non, thiền định, trốn Phật tử này kia đủ thứ, thì bị cái độc ảnh cảnh. Mình đã sống nhiều kiếp rồi, quá khứ một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, vẫn còn trong ai lại da. Ai lại da là cái vô lượng vô biên. Rồi mình lánh Phật tử chứ đâu có lánh cái chủng tử được. Thì cái mặt na, cái ý chí nó mời nó ra cung cấp thì ngồi cũng có vấn đề. Mình đã đi lánh cảnh chưa chắc là đắc quả, nhưng mà phải ở lánh cảnh một thời gian thì nó đỡ, là không có ngũ câu, không có đi cộng nghiệp. Như tôi đi lạc, tôi lánh cảnh thì tôi theo dõi rất là dễ. Nó còn có một cái độc ảnh cảnh trong ai lại da, mình theo dõi nó dễ. Còn cái này vừa theo dõi bên trong, vừa theo dõi bên ngoài, trời đất ơi, về đây là đủ thứ chuyện hết. Và Phật tử nó tưởng mình là thánh nữa, nó mong cầu vấn đề ở gia đình cái gì đủ thứ hết á. Vợ chồng cha mẹ hiểu lầm nhau cũng biểu tôi giải quyết. Giải quyết cái gì bây giờ? Mình phải tự giải quyết lấy. Giải quyết làm sao sư? Tôi nói giới định tuệ. Giải quyết gì hết không? Không hết. Nhưng mà tạm an ổn.
Cái đó là luân lý, bổn phận đối cha mẹ, bổn phận đối vợ chồng, bổn phận đối với con cái. Có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm. Mình bây giờ vậy mà bổn phận trách nhiệm giờ mình thấy nó còn giải quyết không nổi mà. Thành ra vì lẽ đó mà Thái Sử Địa Ta mới bỏ đi tu, để làm sao thấy rõ vấn đề, còn đặt vấn đề còn giải quyết. Thì trong kinh nói là mất cái đạo thì còn cái đức, mất cái đức thì còn cái lễ, mất lễ thì đời loạn. Bây giờ cái đạo mất rồi, Phật Thích Ca chết thì đạo không còn. Đạo là giải thoát tối thượng, mà bỏ mất cái đạo thì còn cái đức, đức của các vị là hạn. Phật thì đi cái đạo chứ không có đức là trùm chứa hết vũ trụ, a la hán là có cái đức trùm chứa chúng sanh một số nào. Mà la hán bây giờ cũng không thấy nữa, cái đức mất luôn. Thì bây giờ phải lấy lễ nghĩa. Lễ nghĩa là gì? Là luân lý. Lý là cái lẽ, luân là cái dòng lẫn quẩn. Có bổn phận, có quyền lợi, có trách nhiệm. Bây giờ thế giới người tu cũng vậy. Sư phải nhận chức này, nhận chức kia, sư phải làm. Mà danh càng cao thì cái tội càng nhiều. Mà không công danh thì tà nát với cỏ cây. Mới có danh thì mới có lợi. Mà không công danh thì sư không được hưởng quyền lợi. Sư không được làm thượng tọa hòa thượng này kia, sư không được hưởng quyền lợi gì hết. Mà cái công danh, cái lễ giáo là cái tạm thôi. Lễ giáo là gì? Cái gì phải giữ năm giới, tám giới, mười giới là lễ giáo không? Chừng nào 250 giới đó, tu qua Bát Nhã thì nhập lưu còn kẹt 3/4 là lễ giáo. Tới A-la-hán mới chấm dứt được. Chúng ta thấy thời buổi này rất là khó. Mà quý vị xen vô quyền lợi rồi là quý vị bị bay vô cái vòng tròn thập nhị nhân duyên. Vô minh thì kéo hành thức này 12 cái dòng. Mà làm sao thoát? Làm sao thì không thoát được. Mà nếu không thoát thì bây giờ con cứ ở địa ngục hoài sao? Con muốn tiến hóa thì phải có pháp môn con tiến hóa. Mà nếu pháp môn thì là cái gì? Xiềng vàng thôi. Nhưng phải có pháp môn. Nhưng mà đi đến chỗ nào đó thì phải nhận lại. Nhận lại thì không có pháp môn, không có đạo sư, không có từ từ, không có lai rai. Thấy là thấy liền ngay bây giờ. Tiếng 15 phút rồi đó. Đó, thì chúng ta nên nhớ, cái đó là cái khó. Thành ra tôi thường chú trọng cái tiến trình của năm quẩn. Mà quan trọng nhất là tư tưởng. Mà xưa giờ tôi giảng tư tưởng, tôi chú trọng nhiều là cộng nghiệp. Do năm căn mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc thì hỏi lên cảm giác chưa có vấn đề, tới cái óc, cái tư tưởng mượn cái óc mới bắt đầu phân biệt. Cảm giác lạc tọa dễ chịu giữ lại, cảm giác khổ khổ tọa khó chịu làm sao đè nén tiêu diệt nó. Mà lạc tọa muốn tiêu diệt mà ngu si thì làm cho cái lạc này chấm dứt mau. Mà khổ tỏ là lấy nó khổ muốn tiêu diệt thì vô tình kéo dài thêm. Đây là bốn đường an. Một cảm xúc lạc tỏ muốn giữ cho dài, giữ được dài thật lâu. Một cảm xúc khổ tỏ muốn tiêu diệt nó, tiêu diệt liền lập tức. Đây là cõi trời. Chúng ta thấy mấy nhà khoa học bây giờ khôn. Cái bệnh mà cái uống thuốc vô thì 5 phút uống liền lập tức hết liền. Khổ thọ rồi mà hưởng dục lạc đầy đủ thì tạo ra bao nhiêu là máy móc để hưởng. Muốn ăn cơm khỏi nấu là bỏ vô đó rồi đun nước sôi, đồ có để không phải bữa nay ăn là nấu để cả tháng 2-3 tháng cũng không sao. Nhưng bây giờ massage có máy giặt đồ khỏi giặt, thấy vô đó là máy nó giặt dùng sướng vô cùng. Cõi trời. Đó là chúng ta thấy mà cái sướng này nó có cái khổ nằm trong đó. Cái khổ gì? Hưởng thụ. Cái lòng tham mà được thỏa mãn thì nó tham nặng hơn. Chúng ta thấy mấy người giàu có xù có chịu ngừng đâu. Không phải là họ đói, họ quá thừa. Nhưng mà cái lòng tham họ còn muốn cao hơn nữa. Rồi họ bố thí lại gì? Bố thí lại để được giàu hơn nữa.
Rồi khi tôi giảng qua cái đạo Phật là thấy sự vật mới lạ. Thì con Phật tử hỏi con tu hoài sao con thấy sự vật không mới lạ sư? Lạ là nhập lưu. Mình người trời còn chưa sống thì chúng ta thấy là nó kẹt. Thành ra quý vị bây giờ muốn qua đạo Phật, không qua thì khổ, không qua thì khổ. Mà đạo người trời hưởng ít phước thì vẫn luôn ngồi như là vua lương võ đế. Thì Đức Phật mới từ bi, mới nói thôi bây giờ các con người trời thôi. Thì có cái thế vật cực lạc của Phật Di Đà, Ngài có 48 lời nguyện đó. Nếu ai nguyện về cõi Ngài mà nhất niệm á, tự lực có thể sanh về cõi người trời đó, thì phát nguyện Ngài hướng dẫn Ngài tiếp dẫn về cõi Phật, cũng như Phật Thích Ca. Thì giống như Di Đà, nếu vào giáo hội Phật Thích Ca thì 1.000 người đắc quả A-la-hán, thánh quả hết 1.000. Nhưng mà vào được không? Rồi nói con còn ghiền cà phê, còn ghiền rượu chè, còn ghiền vợ con, ghiền đàn bà. Không được đâu, vô đây không có mấy cái vụ đó. Không xuất gia được. Con giữ năm giới được chưa? Ăn chay 10 ngày được chưa? Niệm Phật được nhất niệm chưa? À được, ngài như nhẫn liền. Muốn giảng sanh thì phải nhất niệm. Mà nhất niệm quan trọng nhất là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Từ trong ai lại do nó ra, được tống nó vô. À quý vị thấy là cái tịnh độ hay là hay cái chỗ đó. Cũng tư như cấp hấp môn khác thôi. Hơi thở vô đếm 1, hơi thở ra đếm 2, vô ra đếm 3, đếm 4 thì cũng giống như niệm Phật. Còn hơi thở vô biết, hơi thở dài biết, ngắn biết thì giống như của niệm Phật. Còn khỏi cần thở, khỏi cần đếm mà hơi thở đâu thì tâm đó. Còn chìm đắm trong hơi thở mất thân thì cũng giống như niệm Phật. Thì được vậy là còn là nhất niệm không. Nhưng mà tự lực thì sanh như cõi trời, trời dục giới hoặc là sắc giới. Nếu mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 hoặc là trong ai lại do nó phát ra được 5-10 phút thì giờ cõi trời dục giới thì chứ đâu qua sắc giới được. Chưa có liên tục lắm. Cái đó là kêu là nội tỉnh nhất tâm, mỗi sơ khơ. Thì chừng nào liên tục chánh niệm tỉnh giác, tập trung kỹ mạnh lâu sâu như đó thì mới về cõi trời sắc giới được. Mà nếu phát nguyện thì cõi này là về với hạ phẩm hạ sanh đó. Còn nếu liên tục nữa thì qua nhị thiền tam thiền hạ phẩm trung sanh. Nó cũng giống hệt vậy thôi. Thì tôi giảng cái gì cũng được hết đó, nó giống nhau thôi. Nhưng mà cái tịnh độ thù thắng là thêm cái phát nguyện. Mà nhất niệm thì 1.000 người A-di-đà tiếp dẫn lên 1.000. Về đó 1.000 người thành Như Lai. Còn cõi này lẫn quẩn. À, chúng ta nên đỡ nhớ cái chỗ đó, ý cái chỗ đó. Thì thôi, tôi giảng vậy để quý vị nắm cho vững, rồi cố gắng niệm Phật thì phải rành cái giáo lý, để rồi cái niềm tin của mình vững dài. Và rành giáo lý là phải nắm vững cái tiến trình của năm quận. Tôi càng ngày càng đi sâu đó, sắc quận này chưa, tôi nói sắc thân này chưa có cái biết. À, rồi thọ quẩn là có cái biết cảm giác, chưa có phân biệt, chưa có tư tưởng. Rồi tưởng quẩn là có phân biệt tư tưởng. Còn hành quẩn là ý chí có sự đắn đo lựa chọn. Còn thức quẩn là cái kho chứa. Rồi sau tôi dẫn sâu hơn nữa, vì thấy nó khác, nó cũng vậy nó khác. Thì sắc quẩn không phải là chưa có cảm giác, chưa có cái biết. Có cảm giác mà cảm giác nó kêu là ngạ quỷ tư. Cái biết phân biệt đó là súc sanh. Cái biết lờ mờ còn nằm trong vô minh, tức là cảm giác tư tưởng còn dính mắc vào xác thân, thành ra chưa có thọ quẩn thật sự. Càng ngày càng đi sâu. Còn thọ quẩn là cái biết của cảm giác dễ chịu khó chịu. Nhưng mà cái biết này là chỉ dùng vào cảm giác bỏ xác thân, thì đây mới là thọ quẩn thật sự. Tôi đi sâu rồi tưởng quẩn cũng vậy. Rồi mới qua cái thánh quả nhập lưu. Thì quý vị đầu tiên là phải trả cho tôi tiến trình năm quẩn theo mẫu giáo trước. Rồi tôi mới đi sâu vào lớp 3, lớp 4, lớp 5, 7, lớp 8, rồi tới lớp 12. Chừng nào đụng tới A-la-hán thì mới thôi. Thì quý vị còn gặp tôi dài dài. Nhưng quý vị có thể một mình ngồi lại nghiền ngẫm thì nó mau. Theo là nghe tôi giảng là mau. Còn nếu không cái gì hết, nghe tôi giảng như dịch nghe sống, sư giảng chán quá.
Chưa giảng con trái hiểu gì hết. Tôi nói gì nghe đi, bây giờ phương tiện đầy đủ có đĩa đó. Nó con vừa nấu cơm vừa nghe được không sư? Tôi đó là nghe tiểu thuyết, mà tôi không phải là nhà là kể chuyện tiểu thuyết. Trời ơi, ngồi thiền bắt kiết già gì kiếm chỗ thanh tịnh mình mà nghe lại cái băng của tôi nó mà không biết được không, có hiểu được không? Nghe một lần không hiểu thì 10 lần, 10 lần không hiểu thì 20 lần. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin chứng minh tín chủ xuất bát hôm nay với tín chủ cầu trai tăng cũng như pháp hội của chúng ta và toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.